Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà duy nhất, nhà dân gửi bán mọi người ạ. Nhà này thì nhà cũ đúng như theo hiện trạng, với thiết kế 31m², xây 4 tầng. Nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, Ngọc Anh sẽ quay và review theo đúng như hiện trạng nhé. Ngõ trước nhà khoảng tầm được 1m rưỡi, cách với lại đường ô tô kia mọi người ạ. Đây, cách với một nhà là ra tới đường ô tô thôi. Còn thực tế đây là ngõ trước nhà nhé. Đó. Chỉ được tầm 1m rưỡi thôi mọi người ạ, với cái diện tích 31m², thiết kế công năng là 4 tầng và với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì cái mặt tiền của nó, mặt ngang của nó rất là rộng, và được cái bên trong thì cái chiều sâu thì nó lại là nông mọi người nhá. Cửa chính thì thiết kế ở đây là cửa cuốn. Nhà này thì thiết kế cũng đã từ trước rồi, cho nên có thế nào thì em sẽ quay và review cho mọi người như vậy. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Nhà này thì cũng có thể dọn đồ về ở được ngay. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Chủ nhà có để lại một bộ bàn ghế này, rồi là kệ tivi và tivi. Xung quanh cái tầng 1 mọi người nhá, chủ nhà ốp toàn bộ gạch hết lên cho mình rồi. Ốp gạch lại không phải sơn đâu mọi người ạ. Cho nên với những cái nhà cũ như thế này, Ngọc Anh sẽ chia sẻ có sao thì nói thế cho quý vị biết được luôn. Vị trí của ngôi nhà thì nó thuộc La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Và với cái căn nhà này thì nó cách với lại mặt đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi thưa quý vị. Và với cái vị trí này ngõ nông, gần với đường ô tô, giao thông đi lại tiện ích, khá là hợp lý. Giá bán Ngọc Anh sẽ chia sẻ để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Đây là phần không gian phòng bếp mọi người nhé. Nói chung với cái phần không gian phòng bếp này thì quý vị cũng có thể dọn đồ về và ở được luôn. Đó, nhà cũ mà, cho nên là có sao thì sẽ chia sẻ như vậy. Với cái phần không gian phòng bếp này thì chủ nhà thiết kế ở đây để lại cho mình một chiếc hút mùi này. Với tủ bếp thì không phải là tủ gỗ mọi người nhé, tủ gỗ ở đây. Tủ bếp này là tủ thiết kế là tủ nhôm nhé mọi người, nhôm vân gỗ. Chậu rửa, vòi rửa, đấy. Căn nhà này thì thực ra là quý vị nào mà thích nhà dân kiên cố xây chắc chắn thì quý vị có thể tham khảo, bởi vì cũng trên kênh của Nhà Tốt ấy, rất là nhiều quý khách hàng hỏi là có nhà dân cũ gửi bán không thì nó không quá nhiều mọi người ạ. Cho nên nếu mà chỉ cần có thôi là Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị ngay. Với cái vị trí này thì gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại tuyến đường buýt BRT, nói chung là giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài đi ra đại lộ Thăng Long, hoặc là đi làm ở Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, nói chung là hợp lý nhé mọi người. Xung quanh thì tiện ích chợ trường, phường trạm đầy đủ, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Tầng 1 thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với một cái căn nhà diện tích 31m², thiết kế tầng 2, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, chủ nhà thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên mọi người ạ. Đó. Căn nhà cả nhà này thì được cái là ưu điểm rất là thoáng. Đây là cái phần không gian trong phòng ngủ. Thì với cái phần không gian phòng ngủ này, còn rèm cửa này, điều hòa này, giường, tủ, bàn phấn. Nói chung là có như thế nào thì em quay review thực tế cụ thể ngôi nhà hiện trạng của nó như thế để mọi người tham khảo. Đấy, đây là toàn bộ phần không gian phòng ngủ đây của phòng đầu tiên. Hai cửa sổ rất là thoáng, điều hòa, tủ quần áo được lắp đặt xong hết cho quý vị rồi. Đây, vì nhà dân xây mà cũng khá là lâu rồi ấy mọi người, cho nên là cái cửa phòng ngủ đây. Đây là phòng ngủ tiếp theo ở phần bên tầng 2 đây. Phòng ngủ bên trong này thì trước kia với chủ nhà cũ thì đây là phòng của con, cho nên mọi người có thể nhìn thấy một chiếc giường màu hồng rất là xinh xắn đúng không ạ. Phòng này thì chủ nhà lắp quạt trần. Với cái căn nhà này thì không có hệ thống trần thạch cao đâu mọi người nhá. Đây là trần thường này, đèn led này, đấy, chỉ có thế thôi. Rèm này,
điều hòa này, kệ trang trí này, cái đồ đấy. Rồi là đây là phần cửa sổ của mọi người ạ. Nói chung với cái phần không gian phòng này tương đối là thoáng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng, đầy đủ bồn cầu, nói chung đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở phía tầng 2. Với căn nhà thiết kế tương đối là hợp lý mọi người ạ. Mời quý vị theo em lên tiếp theo. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với phần tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2, cũng có đầy đủ điều hòa này. Ánh sáng tự nhiên đấy mọi người ạ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ. Như vậy với cái căn nhà này, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà có 4 phòng ngủ, 4 chiếc điều hòa. Đó. Với cái phòng ngủ bên này thì nó rất là thoáng mọi người ạ. Hai cửa, hai cửa sổ hai bên, cực kỳ là thoáng. Đấy. Giường, tủ, chủ nhà lắp đặt để bán cho quý vị xong hết rồi. Với cái vị trí này thì rất là gần với lại Park City mọi người nha, rất là gần luôn ạ. Và mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế cho quý vị, trên đây là phòng thờ ạ. Đây mọi người ơi, phòng thờ của ngôi nhà. Đó, có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị là y như vậy, không có khác gì cả. Diện tích đường hướng giá đầy đủ. Đó, gia chủ cũng đang để lại bàn thờ như thế này quý vị nhé. Phần còn lại, sân phơi. Đây, sân phơi rộng rãi, thoáng, nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh hàng xóm rất là đông luôn. Đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn khá là gần, gần với lại tất cả các tiện ích chợ trường phường trạm. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.